Nhà ga xe lửa của thị trấn Frum. Đúng rồi, giữ chặt chỗ đó nha. Chào chú Builder. Chào mọi người. Xin chào. Chào các con. Mọi người đang rất bận rộn với công trình. Con hy vọng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Nếu chúng ta giữ được tiến độ làm việc như bây giờ thì chú chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành đúng kế hoạch. Tuyệt vời quá. Vậy chú cũng có thể hoàn thành buổi lễ như kế hoạch phải không chú? Đương nhiên là chúng ta đang tiến hành đúng y kế hoạch mà. Wow, đúng là tin tốt lành. Vậy là ga xe lửa sẽ hoàn thành đúng như dự kiến. Phải. Như vậy việc còn lại là phần của mình và Amber lập kế hoạch cho buổi lễ khánh thành. Đúng vậy. Nhắc mới nhớ Jin, hiện tại việc chuẩn bị đã như thế nào rồi? Mình nghe nói vì các cậu có một số bạn biểu diễn mới nên rất khó sắp xếp tập vật cho mọi người, đúng không? Đúng là tụi mình có một số bạn mới tham gia, nhưng đừng lo, mọi người đang cố gắng hết sức. Ngoại trừ Lifty và Terry thôi, họ quá bận rộn không có thời gian để tham gia các buổi tập vật đâu. Nhanh lên, nhanh lên, tiến độ như vậy chúng ta lại trễ nữa cho coi. Mình đang cố gắng nhanh nhất có thể nè, mình cũng đâu có muốn đi trễ đâu. Thôi nào Terry, lần trước tụi mình đến trễ các bạn đã rất giận tụi mình rồi đó. Mình biết rồi, mình đang dỡ hàng, xong cậu có thể bắt đầu sắp xếp được rồi. Được rồi. Chú ga chú chú, chiếc xe lửa cũng rất vui, nhảy múa cùng với các bạn của mình. Đúng rồi, làm tốt lắm. Còn bây giờ Amber. Hả? Gì vậy Kat? Sao Teddy và Lifty vẫn chưa có mặt đúng giờ để luyện tập vậy? Đúng đó, họ lúc nào cũng đi trễ gần cả tiếng đồng hồ hết. Chúng ta phải thông cảm một chút, ở ngoài cảng có rất nhiều chuyện phải làm mà. Nhưng mà chúng ta thật sự không có đủ thời gian để cùng nhau tập luyện nữa đâu. Ừ, cứ như vậy màn trình diễn của chúng ta sẽ rối cho coi. Đúng vậy. Chào các cậu. Chào các cậu. Xin lỗi tụi mình tới trễ. Xin lỗi Amber, lúc sắp về lại có thêm nhiều hàng tới nữa. Cảm ơn các cậu đã đến đây. Mọi người cho các bạn một chỗ trống nào. Ở bên đó đi. Các cậu không tới sớm hơn được sao? Tụi mình đợi cả tiếng đồng hồ rồi đó. Tụi mình thật lòng xin lỗi. Tụi mình sẽ cố gắng đến đúng giờ. Được rồi, họ đã hứa là sẽ cố gắng. Thôi nào, mọi người có mặt đầy đủ rồi, bắt đầu luyện tập nha. Amber, cậu sẵn sàng chưa? Rồi, hãy bắt đầu với nhạc cụ trước nào. Được không? Come on over to Broom's town. Everybody gather round. Sit around together. Everybody sing along. Chug the choo-choo. The train's excited too. And singing along with you. La la. La la la. Có vẻ như mọi việc diễn ra theo kế hoạch. Còn một chút xíu nữa thôi là nhà ga này sẽ hoàn thành rồi. Vậy thì hay quá. À, phải rồi Max, con đã đặt màu rồi phải không? Ồ, không, màu vẽ. Max, làm sao con quên màu vẽ vậy? Con xin lỗi. Chú có cần con đặt màu trên đường về nhà không? Thôi, không cần đâu con. Để chắc chắn tốt nhất là chú nên tự tay làm. Các con lo hoàn thành chỗ này và về nhà nghỉ ngơi đi nha. Dạ được. Và các con nhớ coi chừng tối nay mưa đó, cẩn thận nha. Dạ chú Builder. Hẹn gặp lại chú. Trời mưa rồi đó. Mọi người nhanh lên thôi. Builder, lấy tấm bạt che vật liệu lại. Được rồi. Các con đã che chắn mọi thứ lại trước khi trời mưa phải không? Dạ rồi. Hả? Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi thứ đã bị mưa thấm ướt hết rồi. Chắc tối qua gió thổi mạnh hơn tụi con tưởng. Sao lại như vậy được? Chúng ta sắp hoàn thành công việc như kế hoạch dự định rồi mà. Chú nghĩ nhà ga có thể trễ ngày khánh thành nữa. Chú Builder, Bruno và con có thể tới cửa hàng lấy thêm nhiều gỗ về đây đó. Dạ. Nếu chúng con mang về thật nhanh thì vẫn còn cơ hội hoàn thành kịp giờ mà. Hình như là đường ống bị nghẽn, đúng như Jin đã dự đoán. Chắc phải mất thời gian sửa chữa lại thì mới thông được. Molly,
mình đã đóng cửa ra vào phía trước rồi. Làm tốt lắm Hilly. Giờ chúng ta đi kiểm tra những chỗ khác xem có vấn đề gì nữa không. Đi thôi. Chiến. Amber, mình các cậu thế nào rồi? Chúng mình cần một chút thời gian kiểm tra hết đường hầm. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tập mà không có cậu hả? Chúc may mắn. Có vẻ như hôm nay lại là một ngày bận rộn nữa. Qua đường hầm này là tới cửa hàng rồi. Đường hầm bị chặn rồi. Phải làm sao đây? Chúng ta đi qua cầu đi. Giờ nó là con đường nhanh nhất á. Wow, cậu thiệt là chúng ta lại đi trễ nữa rồi. Đừng có lo lắng quá mà. Chúng ta sẽ không trễ nhiều vậy đâu. Không không không, mình không muốn trễ dù chỉ một phút. Dù chỉ một phút cũng không muốn. Được rồi. Vậy là xong rồi. Đường hầm bị ngăn lại rồi sao? Chúng ta phải đi qua cây cầu thôi. Đó là cách duy nhất để tới đúng giờ. Chúng ta phải nhanh lên một chút nữa. Khoan đã. Các cậu không qua đây được đâu. Mình thật sự xin lỗi các cậu, nhưng để tụi mình qua trước được không? Tụi mình đã trễ rồi nên phải đến đó ngay bây giờ. Trời ơi, tụi mình cũng vậy nên bây giờ tụi mình cũng gấp. Tụi mình phải đem vật liệu xây dựng về sớm. Nhưng tụi mình phải qua đó trước. Nếu tụi mình lại đến trễ buổi tập luyện thì sẽ là một thảm họa. Bây giờ buổi lễ không còn quan trọng nữa. Bây giờ còn gì quan trọng hơn việc xây nhà ga nữa chứ. Buổi lễ cũng quan trọng đó nha. Mình xin lỗi nhưng mình phải qua trước. Cherry, chạy lên cầu đi. Nè, không công bằng. Lùi lại nhanh lên. Các cậu để tụi mình qua nhanh lên được không? Cherry, nhanh. Nói thì dễ, cây cầu chật quá, nếu mình đi sai là chúng ta bị kẹt hết ở đây luôn á. Ơi, không thể như vậy được. Chúng ta không thể chờ ở đây được, đi theo mình. Cậu định đi đâu? Cherry, cậu có nhúc nhích không? Nhanh lên đi chứ. Mình đang cố. Mình đang làm gì vậy? Có định nhảy qua đó luôn á hả? Được rồi. Làm được rồi. Bruno, đập bưng. Lifty, cậu đi đâu vậy? Cứu tụi mình, Lifty. Chờ một chút. Nè, nắm lấy tay mình đi. Trời ơi, giờ mình phải làm sao đây? Jean, tụi mình phải đợi bao lâu nữa đây? Lifty và Terry quá đáng lắm rồi đó nha. Họ nói là hôm nay họ sẽ tới đúng giờ mà. Terry, các cậu sắp tới chưa? Jean, trên đường tới chỗ tập trung tụi mình xảy ra tai nạn rồi. Hả? Xảy ra tai nạn sao? Chuyện gì vậy Jean? Dumbo, Bruno và Lifty gặp tai nạn ở cây cầu Frog. Tất cả thành viên đội cứu hộ tới đó ngay lập tức. Được rồi. Bên này nè. Wow, các cậu làm gì ra nông nổi này vậy? Cứu tụi mình. Các cậu đừng lo, tụi mình sẽ kéo các cậu lên đây. Thôi, chuẩn bị cần cẩu. Những người còn lại sẽ xuống dưới đó để giúp đỡ. Được rồi. Mình an toàn rồi. Cái gì? Không kịp hoàn thành nhà ga xe lửa sao chú? Đúng vậy, hình như chúng ta càng gấp gáp thì mọi việc càng tồi tệ hơn. Tụi con xin lỗi, tất cả là do lỗi của tụi con. Đừng lo, dù sao đi nữa mọi người bình an vô sự là chú cũng nhẹ nhõm rồi. Mình thật sự xin lỗi mọi người. Nếu không phải vì mình quá lo lắng muốn đến kịp thời gian thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. Không, Lifty, là lỗi của tụi mình mới đúng. Đáng lẽ tụi mình nên thông cảm cho các cậu vì các cậu rất bận mới phải. Đúng vậy. Hình như tất cả chúng ta càng cố gắng hoàn thành nhà ga này thì càng có rắc rối xảy ra.
Chú Biêu Cơ, hay là tất cả chúng con cùng nhau xây dựng nhà ga luôn? Còn chắc chắn nếu mọi người cùng nhau giúp một tay, với sức mạnh của chúng ta cộng lại thì có thể hoàn thành kịp lúc. Ý kiến đó thật tuyệt, chắc chắn mọi người đều muốn tham gia. Đương nhiên chú cũng muốn mọi người giúp một tay. Nhưng còn việc chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành, các con có làm kịp hay không? Chú đừng lo chuyện đó. Nếu có mặt mọi người thì tụi con luyện tập ở đâu cũng được mà chú. Đúng vậy. The train's excited too, and singing along with you. Với tiến độ như vậy, chúng ta sẽ hoàn thành như đúng kế hoạch. Dạ, đây sẽ là nhà ga xe lửa lớn nhất được xây dựng ở thị trấn Rum. Có lẽ là vậy đó, Helly. Sự hòa âm của thị trấn chổi phần 1. Được rồi, xong rồi. Hả? Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Mới sáng sớm mà cậu đã làm gì vậy Chin? Ta-da! Dàn hợp xướng mới. Rốt cuộc cậu định làm gì với dàn hợp xướng này vậy Chín? Cậu định làm gì vậy? Mình biết cậu ấy định làm gì rồi. Dàn hợp xướng của thị trấn bên cạnh đã thắng giải nhất trong cuộc thi lần trước, có đúng không? Đúng rồi, Amber thông minh quá. Vì họ thắng nên họ đã được mời tới thành phố lớn và gặp những vị nhạc sĩ nổi tiếng. Sao chúng ta không thử? Chúng ta có thể được đứng hát trên mọi sân khấu lớn. Sao lại không thử chứ? Chúng ta phải thử thì mới biết có làm được hay là không. Có đúng hay không? Mình thích lắm. Mình nghĩ thị trấn của chúng ta có một dàn hợp xướng như vậy cũng thú vị lắm. Phải, đây sẽ trở thành một trải nghiệm đặc biệt cho mọi người. Được lắm, mình cũng rất thích. Phải. Nè, nếu mọi người cũng muốn thử, vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều buổi diễn trên khắp thị trấn này. Ý kiến hay đó. Chúng ta sẽ có một buổi quà nhạc kỷ niệm để khai mạc. Tuyệt vời. Vậy chúng ta mau báo cho mọi người biết đi chứ. Được. Xin chào các cư dân của thị trấn Rum. Mình xin thông báo về việc thành lập dàn hợp xướng mới. Dàn hợp xướng sẽ được ra mắt trong buổi hòa nhạc kỷ niệm của thị trấn. Nếu bạn muốn hát cùng với tụi mình, hãy mau đăng ký nào. Tuyển chọn tham gia dàn hợp xướng sao? Buổi hòa nhạc. Các cậu hãy mau đăng ký đi nào. Được thôi. Mình hát không hay, vậy mình có được phép đăng ký không? Được. Những ai yêu thích âm nhạc đều có thể đăng ký và tham gia thử. Trẻ em có tham gia được không? Tất nhiên rồi. Tất nhiên. Sau đó sẽ có một buổi hòa nhạc để giới thiệu dàn hợp xướng của chúng ta. Các cậu nên đăng ký thử đi. Được thôi, tụi mình sẽ tới. Mình là ca sĩ hát hay nhất thị trấn, tất nhiên là mình phải đi rồi. Làm gì có chứ, mình mới là người hát hay nhất đây nè. Là mình chứ. Wow, mình chưa gì đã cạnh tranh đâu, rồi. Là mới đúng. Sáng thức giấc thấy sao nhà gió hơn hôm qua. Dây cây lau nhà, mình chà thật là nhanh. Clini. Chào. Xin chào Clini, cậu biết gì về cuộc tuyển chọn vào dàn hợp xướng chưa? Tụi mình vô mới đăng ký xong. Cậu có đăng ký chưa vậy? Không, vẫn chưa. Chúng ta có thể hát cùng với nhau. Cậu nhất định phải tham gia cuộc tuyển chọn lần này nha. Mình sẽ suy nghĩ. Vậy gặp lại cậu sau ha. Được thôi, tạm biệt. Chắc là vui lắm. Có nên tham gia không ta? Nhưng mà mình ngại lắm. Mình không dám hát trước mặt người khác đâu. Vậy là xong một ngày rồi. Chin. Hả? Clini, cậu tới đăng ký hay sao vậy? Phải. Lúc đầu mình cũng không chắc. Nhưng... Tuyệt quá Clini, đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho cậu. Có thật không? Có nhiều người tới đăng ký không?
Clinic có tới đăng ký vào cuối ngày, nhưng không có nhiều người đăng ký như mình kỳ vọng. Thật sao? Nhưng mọi người có vẻ hứng thú với cuộc thi lắm mà. Phải, phản hồi tốt lắm đó. Được vậy thì tốt quá. Nè, mình nghĩ mình đã chọn được nhạc trưởng cho dàn hợp xướng mới của chúng ta rồi. Ai vậy? Thì là Amber đó. Wow, cố lên Amber. Chọn Amber là đúng rồi đó. Phải. Cảm ơn, mình sẽ cố gắng. Đúng rồi, mình có ý này. Ngoài việc chỉ tập trung tuyển chọn những ca sĩ, chúng ta còn phải tuyển những người biết chơi nhạc cụ cho dàn hợp xướng nữa. Ý kiến hay đó Amber. Mình xuống thị trấn thì thấy có nhiều thí sinh muốn đăng ký, nhưng lo là bản thân hát không hay. Nếu có thể để ca sĩ và dàn nhạc biểu diễn cùng nhau trên sân khấu thì hay quá. Càng nói càng là mình mong chờ buổi tuyển chọn ngày mai quá. Mình cũng vậy. Chỉ cần biểu diễn như lúc tập là được rồi. Khi mình ra dấu thì chúng ta cùng hát hay được rồi. La 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 la. Sắp bắt đầu rồi, đợi một chút. Sẵn sàng chứ? Rồi. Thí sinh tham dự đầu tiên là Spooky. Xin chào. Hoan nghênh Spooky, cậu chuẩn bị tiết mục hát hay sao? Phải. Một, hai, ba chú gấu nhỏ sống trong rừng sâu. Gấu cha, gấu mẹ và chú gấu con. Bầu trời sao, ôi lấp lánh sao, thắp sáng cho đêm lung linh màu. Ai chạy chiếc xe đẹp và nhanh nhất? Ai có thể chở bạn đi học thang? Mình là cáp, đây là bài rap. Zip zip zap. Đầu dai đầu gối. Dạ bánh. Đầu gối. Dạ bánh. Được rồi, tiếp theo là nhóm bộ ba. Chào anh chị. Xin chào, sẵn sàng chưa? Dạ. Một, hai, thở ra. Sai rồi. Bắt đầu lại đi. Cậu cho đáp mà. Trước đó tụi nhỏ làm tốt lắm mà. Vì lòng bao dung là vô tận, không đời nào tốt bằng nhà mình. Phải. Ta đặt lớp xe đúng chỗ, sau đó ta thao lớp xe ra, rồi đặt đúng loại lớp xe. Có vẻ như Scooby và Busby đều hát rất hay. Ta lắp nó, lúc đó băng kèn và xoay người lại. Đó chú lại theo lần xuyên đi. Chắc cậu ấy lo lắm. Ai cũng chuẩn bị kỹ càng hết, chắc mình phải bỏ cuộc thôi. Clini, cậu đi đâu vậy? Tiếp theo là tới lượt cậu rồi. Mình sẽ quay lại. Clini. Hả? Là người cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Clini. Hả? Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy mới ở ngoài đó mà. Chúng ta đợi cậu ấy quay lại đi. Mình đang làm gì vậy? Chỉ vì lo lắng mà mình bỏ đi hả? Clini tới trễ quá. Có khi nào cậu ấy thấy lo quá nên bỏ về luôn không? Lúc mình thấy cậu ấy có vẻ đang lo lắng lắm. Lúc tụi mình gọi Clini lại thì cậu ấy lo lắng và bỏ chạy. Mình hiểu rồi. Chúng ta đi tìm cậu ấy đi. Cậu ấy biểu diễn ở đâu cũng được hết. Clini xứng đáng có được cơ hội này. Mình nghĩ cậu ấy thật sự muốn hát thử. Ý kiến này rất là hay. Chúng ta động viên Clini đi. Chúng ta phải đem lại cơ hội tham gia dàn hợp xướng cho cậu ấy. Tuyệt. Vậy thì tới lúc phải đi rồi. Lỡ như họ đang đợi mình thì sao? Mình có nên quay lại không? Mình không thể. Ôi trời, chắc là họ tới tìm mình rồi. Mình không thể. Clini, hay là cậu ấy vẫn chưa về nhà? Clini, Clini, hả? Các cậu ở đây nè. Clini, trời, sao cậu phải trốn vậy? Mình
đến lo cho buổi tuyển chọn nên mình đã bỏ đi. Mình không tham gia được đâu. Chỉ là hát trước mặt mọi người như vậy mình xấu hổ lắm. Được rồi, nhưng cậu vẫn còn muốn tham gia dàn hợp xướng với tụi mình có đúng không? Có, nhất định sẽ vui lắm. Nếu muốn tham gia dàn hợp xướng thì cậu phải gan dạ lên chứ. Đúng đó, Lenny, cậu cứ thử đi. Cậu sẽ tuyệt lắm cho mà xem. Cảm ơn các cậu, nhưng buổi tuyển chọn đã kết thúc rồi, quá trễ. Mình không nghĩ vậy, cậu có thể tham gia ngay bây giờ cũng được. Được rồi, vậy các cậu mau chuẩn bị sân khấu để Lenny thể hiện phần thi đi, có được không? Được thôi. Xong. Tuyệt quá. Cảm ơn các cậu nhiều. Mình thấy tự tin lắm. Vậy thì tốt. Vậy phần trình diễn của Lenny xin được phép bắt đầu. Nhịp, nhịp, nhịp chia trong. Nhịp thật đều thật vui. Tiếng trong ngực thật đều sao không có thật nhanh. Cậu thấy sao? Phần trình diễn của cậu hay lắm, Lenny. Mình không biết cậu có nhiều tài lẻ tới như vậy đó. Làm tốt lắm. Còn trống bảy thì sao, Lenny? Cảm ơn. Còn trống bát thì sao, Spooky? Khát đánh chiên đi. Dumbo thổi kèn. Cảm ơn Amber. Và ca sĩ chính, Scooby và Betty. Mình sẽ cố gắng. Mình sẽ cố gắng hơn. Tiếp theo là ca sĩ hát bè Minnie, Trudy, Benny, Max. Và cuối cùng, Truna. Mọi người, xin hãy chào đón dàn hợp xướng của thị trấn giỏi. Cảm ơn Amber. Wow, ai cũng có phần hết. Amber cố tình đó. Các cậu, chúng ta đã có lịch diễn đầu tiên rồi. 2 tuần nữa sẽ bắt đầu. Ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập. Hãy nghe lời Amber. Các cậu sẽ làm tốt thôi mà. Mình thấy háo hức lắm rồi. Tụi mình cũng háo hức lắm. Ai cao hơn? Giờ là lúc chui qua gầm cầu. Ô, là Titan. Titan. Ủa, cậu đang đi đâu vậy? Chào Terry, mình đang trên đường đến nơi làm việc của chú Builder. Mình cũng đang đến đó. Vậy đi cùng nhau nha. Được thôi. Xin chào chú Builder. Con chở đồ tới đây cho chú nè. Xin chào hai đứa, cảm ơn đã tới đây. Xin chào, xin mọi, chào người. Mọi người. Xin chào. Wow, Titan, cậu là một chiếc xe tải khổng lồ. Mình nghĩ Terry là chiếc xe tải lớn nhất ở trong thị trấn. Nhưng bây giờ mình nghĩ Titan còn lớn hơn Terry nữa. Cậu nghĩ mình lớn lắm sao? Bruno, cậu không thấy hôm nay Terry không chở theo cái thùng container như bình thường hay sao? Nếu không thì cậu ấy đã lớn hơn rồi. Đúng vậy. Cậu đang nói gì vậy? Nói rằng là Titan lớn hơn nhiều mà, có phải không chú Builder? Cũng được. Họ trông khá giống nhau. Chúng ta đừng nói đùa nữa, quay trở lại làm việc có được không vậy? Dạ. Cậu nói Titan là xe tải lớn nhất ở trong thị trấn này hả? Đúng rồi đó, mình thấy hai người họ đứng cạnh bên nhau. Và Titan rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Cậu nói sai rồi. Terry lớn nhất trong thị trấn. Nè Lipty, mình ví dụ cho cậu hiểu nha. Nhìn Max lớn hơn mình phải không? Thực tế thì không nha, Terry và Titan cũng như vậy thôi. Gì? So sánh như vậy không có được đâu. Cậu nên lấy người khác làm ví dụ đi. Như Spooky. Cái gì? Mình không phải là người yếu đuối hơn cậu ấy. Lấy Lenny làm ví dụ đi. Cậu ấy nhỏ bé hơn chúng ta. Spooky, cậu nghĩ rằng cậu lớn hơn mình sao? Đúng rồi Lenny, cậu là người nhỏ nhất trong thị trấn này còn gì. Nhìn bên phải đi. Nếu cậu đang tìm người nhỏ nhất thì đó là Lipty á. Sao? Mọi người đều biết là Busty là người nhỏ nhất trong thị trấn này mà. Tính theo thứ tự kích thước, Titan là xe lớn nhất. Tiếp theo là Terry, kế nữa là mình.
rồi tới Max, tới Spooky, tới Clini, rồi tới Litty. Vậy chứ, vậy chứ, vậy chứ, vậy chứ, vậy chứ, vậy chứ, vậy. Nhưng mình đúng mà. Cậu nói sai. Mình nói đúng. Vì vậy, bắt đầu với việc so sánh Terry hay Titan ai lớn hơn. Bây giờ các cậu muốn đo để tìm ra kích thước của mọi người sao? Đúng vậy. Vì điều này đã gây ra rất nhiều tranh luận giữa mọi người. Chúng ta cần phải đo chính xác kích thước của mọi người mới được. Đúng vậy. Tại sao Bruno và Litty không đi cùng với các cậu vậy? Bởi vì Bruno và Litty đã đi kêu Terry và Titan tham gia cùng chúng mình. Đây là cơ hội tốt nhất để tìm ra ai là người lớn nhất luôn. Bây giờ chỉ cần đo kích thước của ba chúng mình trước. Dưới cái nhìn của mình thì mọi người nói Mark lớn hơn mình. Ngay cả Clini cũng nói Mark có lợi thế về kích thước hơn mình. Mình không nói vậy. Chính cậu nói mình là người nhỏ nhất trong thị trấn này mà. Với lại, bất cứ ai cũng có thể nói rằng mình lớn hơn cậu. Cái gì? Các cậu hãy bình tĩnh. Lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì cũng không phải là lý do để cãi nhau. Đúng vậy, vì tất cả các cậu đã hỏi rồi nên giờ bắt đầu thực hiện đo kích thước luôn đi. Phải, mình biết phải làm gì rồi. Titan, đi thôi nào, để cho họ thấy cậu lớn như thế nào đi. Mình thật sự không có thời gian cho những trò chơi trẻ con này. Vậy là cậu muốn cho mọi người nghĩ rằng Terry lớn hơn cậu nhiều hay sao Titan? Mình không thích nghe những lời như vậy, không thích. Hả? Titan muốn so sánh kích thước với mình để làm gì chứ? Sao họ có thể so sánh cậu với Titan được chứ? Điều này nghe có vẻ kỳ lạ thiệt. Sao họ rảnh rỗi đi nói như vậy hả? Nếu họ nói Titan lớn hơn cậu thì cậu chấp nhận không? Rõ ràng là Titan lớn hơn nhiều. Nghe những lời này thấy không được thích lắm. Được rồi, hãy đi kiểm tra xem cậu lớn đến mức nào. Để họ không thể so sánh cậu với Titan nữa đi. Được rồi, nhưng đang thiếu thùng container. Mình muốn họ thấy xe tải hạng nặng trông có vẻ như thế nào. Đúng rồi, đi lấy đi Terry. Đã sẵn sàng chứ? Rồi. Bắt đầu đo nào. Max có chiều cao cao hơn Spooky. Cái gì? Điều này không đúng. Mình đã nói rồi, mình lớn hơn cậu nhiều mà không tin. Tiếp theo là Clini. Bắt đầu thôi. Spooky, cậu không thể ngẩng cao lên như vậy. Spooky và Clini có kích thước bằng nhau. Vậy bằng hả? Nhau. Thật tiếc. Mình không biết Spooky và Clini có chiều cao bằng nhau luôn đó. Đúng vậy. Chắc là cậu đã phát triển khá nhiều. Cái gì? Cậu đã sẵn sàng cho việc này chưa? Lúc nãy họ còn nói rằng mình là người có kích thước nhỏ nhất trong thị trấn này nữa. Nhưng rõ ràng là Posty nhỏ hơn mình một chút xíu mà. Ý là chúng ta nên chứng minh cho mọi người thấy đúng không? Không chỉ mình, mà đây là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Những người đang làm việc tại cảng biển á. Chúng ta sẽ ổn thôi. Mọi người đang chờ chúng ta. Nhanh lên nào. Litty, dừng lại. Có chuyện gì? Thùng container bị kẹt lại rồi. Cậu có thể giải quyết chuyện này mà phải không? Cậu hãy cúi xuống chút đi. Không được đâu. Mình quên là khi mình chở theo thùng container thì không thể chạy qua dưới gầm cầu này được. Thôi, có lẽ là họ sẽ không đến đâu. Không, họ đến rồi. Chào cậu. Ê, Litty và Terry đâu rồi vậy? Họ còn chưa tới đây nữa. Nếu cứ tiếp tục đợi như vậy, không biết họ có tới hay là không nữa. Đúng vậy. Litty, các cậu đang ở đâu? Có chuyện khẩn cấp rồi. Chuyện gì vậy Litty? Chúng mình đang lái xe và Terry bị mắc kẹt ở dưới gầm tàu rồi. Tới nhanh lên đi. Có cái gì vậy? Nghe rồi đó, đội cứu hộ, mà di chuyển đến đó ngay. Được rồi. Thank you.
Holly, thùng container bị kẹt rồi, mình không thể nhúc nhích gì cả. Chờ một chút, tụi mình sẽ giúp cậu. Lipchi, cậu vui lòng di chuyển qua bên kia. Thôi được rồi, Bully. Ôi trời, không có chỗ trống nào cả. Không dễ dàng đưa cậu ấy ra ngoài đâu. Cậu nói đúng, chúng ta phải tạo thêm không gian bằng một cách nào đó. Ê, các cậu, nếu chúng ta làm lớp xe của Terry xì hơi thì có được hay không? Nếu vậy chúng ta có đủ không gian để làm việc. Như vậy chúng ta có thể lấy thùng container xuống và kéo thùng container ra khỏi gầm cầu. Cậu nói đúng, sau đó chúng ta sẽ cần bơm lại lớp xe cho Terry là được rồi. Đúng là một kế hoạch rất tuyệt vời. Amber và Haley, hai người làm xì hơi bánh xe đi. Rồi và mình sẽ kéo thùng container ra ngoài. Được rồi. Xong rồi, Polly. Rồi, bây giờ lấy thùng container ra ngoài. Mình biết rồi. Bắt đầu. Nâng lên. Bây giờ bơm cứng lại lớp xe nào. Đã xong hết rồi. Mình cảm ơn nhiều. Yeah, được rồi. Harry đã ra được. Rồi, hai cậu đã sẵn sàng chưa? Rồi, rồi. Harry, mình nghĩ là cậu nên để thùng container lên rồi mới không cho có đi. Sao đâu mà. Mình muốn đo công bằng với Titan. Đúng, đi thôi các cậu. Chiều cao của hai cậu gần như nhau. Phải, cách nhau một quả trứng cá thôi. Cách nhau một quả trứng cá sao? Bây giờ các cậu có hài lòng chưa vậy? Rồi. Nhưng các cậu, mình nghĩ là không nên so sánh như vậy đâu. Cậu nói đúng. Đúng. Phải, tốt hơn hết là đừng so sánh bản thân với bạn bè của mình. Đúng vậy, nếu mọi chuyện đi quá xa thì sẽ có người cảm thấy bị tổn thương. Có thể khiến cho ai đó cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Xin lỗi Terry và Titan nha. Mình không nên so sánh hai cậu như vậy. Nếu không bị kẹt, mình sẽ chở thêm thùng container. Nhưng mình rất vui khi biết được chiều mình cao. Mình vậy. Ai vậy hả? Bossy. Ai nói mình là người nhỏ nhất ở trong thị trấn? Nói cho mình biết ai đã nói như vậy. Lipty hả? Đúng không? Mình xin lỗi Bossy. Mình không cố ý làm cậu tức giận đâu. Mình không thấy tức giận đâu. Mình chỉ muốn xem ai lớn hơn mà thôi. Không, mình không muốn so sánh với ai nữa đâu. Cậu đang nói về cái gì vậy? Cậu, mình đi đó liền. Quay lại đây. Sao cậu lại chạy trốn? Sophie, hãy chấp nhận lời xin lỗi của mình. Cô đã nói là sau khi dùng xong thì cô sẽ trả lại. Cô nói với Builder là cô xin lỗi nha. Cô đã quên mất chuyện này đó. Dạ được, cô hãy bảo trọng nha. Mình là Lipty. Người có cánh tay tuyệt vời. Nhưng bây giờ mình thấy chán quá. Chào Lipty. Chào má. Cậu đang làm gì vậy? Cậu chơi trốn tìm với mình không? Chơi trốn tìm hả? Được rồi, được rồi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cậu xong chưa? Mình tìm đó. Lipty. Mình đến đây. Cậu ấy trốn ở đâu vậy ta? Lipty, cậu ở đâu? Lipty. May quá. Lipty. Chào Max. Chào cô Bill. Còn đến chỗ Builder chưa vậy hả? Chú Builder hả? Đúng rồi. Làm việc. Thôi rồi, con phải đi đây cô ơi. Tại sao Max lại vội vàng như vậy chứ? Max có lý do của nó.
mà con đang đi tuần tra sao? Dạ, không có sự cố tại cảng phải không? Như con thấy thì hôm nay rất yên bình. Cốt eo ơi! Hả? Hả? Sao vậy? Lifty à? Con là Lifty đây. Cô có biết Max ở đâu không? Tụi con đang chờ trốn tìm á. Lifty, Max đi về rồi. Sao? Cô ơi! Thật sao? Đang chơi trốn tìm mà Max bỏ đi không nói gì với Lifty luôn hả? Đúng là vậy. Ôi trời ơi, ngay cả khi đột nhiên nhớ đến việc phải đến chỗ chú Builder thì Max cũng không nên làm vậy. Vậy Lifty có tức giận hay sao không? Sao không giận chứ? Sao cậu ấy có thể làm như vậy chứ? Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Max đâu. Lần đầu tiên mình thấy Lifty tức giận như vậy đó. Nếu vậy có nên cho Max biết Lifty đang giận cậu ấy hay không vậy hả? Khi mình nhìn thấy Max thì mình đã suy nghĩ ra kế hoạch gì đó để cậu ấy xin lỗi Lifty rồi. Sao mình có thể phạm sai lầm ngu ngốc như vậy được chứ? Nếu không nhờ có Bully thì mình không hề biết rằng Lifty đang giận mình như vậy. Mình đã nói gì để xin lỗi Lifty bây giờ? Sao cậu ấy có thể làm như vậy với mình chứ? Harry, cậu có thể chấp nhận được điều này hay không hả? Dù cậu hỏi mình 100 lần thì mình cũng không thể nào chấp nhận được. Nên cậu đừng có hỏi mình nữa. Được rồi, Harry. Cậu nghĩ sao về chuyện tới bây giờ Max vẫn chưa tới xin lỗi mình? Mà dù cậu ấy có xin lỗi thì mình cũng không có thèm chấp nhận đâu. Vậy tại sao cậu lại chờ Max tới xin lỗi chứ? Bởi vì đến xin lỗi là điều cậu ấy nên làm mà. Thiệt hả? Max tới kìa. Xin chào các cậu. Xin chào Max. Sao cậu lại tới đây? Mình có vài điều muốn nói với Lifty. Cherry, hỏi cậu ấy muốn nói gì? Cậu muốn nói gì? Mình muốn xin lỗi vì những điều đã xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay. Cậu ấy nói là muốn xin lỗi. Gì? Nói với cậu ấy rằng mình không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi đó đâu. Nè, Lifty. Thật sao? Cậu có quay lại nói xin lỗi mà Lifty không chịu chấp nhận hả? Phải. Trong tình huống như thế này thì mình không biết phải làm gì nên mình đến đây nhờ các cậu giúp đỡ giùm mình đó. Nếu Lifty không chịu nói chuyện với mình như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Mình nghĩ Lifty như vậy là bởi vì cậu ấy đang rất tức giận thôi. Nếu biết cậu thật lòng xin lỗi thì cậu ấy sẽ chấp nhận cậu mà. Vậy thì chúng ta phải làm gì đó giúp Max để xin lỗi Lifty thôi. Được rồi. Viết một tấm thiệp xin lỗi Lifty thì có được không? Thay vì nói bằng miệng thì viết trên thiệp cũng có thể bày tỏ lòng thành. Tặng một món quà cũng được đó. Hả? Trước đây Lifty đã từng nói với mình là muốn thử trồng quà. Một tấm thiệp đầy cảm xúc với một món quà nghe có vẻ khá hay đó. Phải, nếu làm vậy thì Lifty có thể không giận nhiều nữa. Có được không Max? Được, hy vọng là vậy. Được rồi, mình và Polly sẽ chuẩn bị món quà. Còn lại thì mọi người giúp Max viết thiệp nhé. Được rồi. Cậu hãy viết là gửi người bạn thân yêu của mình, người mà mình rất nhớ nhung. Tiếp nữa, mình thật sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Xin chấp nhận lời xin lỗi của mình. Nói là cậu không cố ý làm vậy. Đúng vậy, mình không có bỏ cậu, mà chỉ là mình đột nhiên nhớ ra có việc làm nên quên mất. Nói với cậu ấy là cậu ấy buồn khiến cho cậu cũng buồn theo, có được không? Được, nghe được đó. Mình hái bông hoa đẹp nhất ở trong vườn trồng vào đó. Hy vọng là Lifty sẽ thích nó. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Chúc may mắn. Mình thật sự hy vọng cậu và Lifty có thể làm lành với nhau đó. Phải, mình cũng vậy. Hẹn gặp lại sau nha. Tạm biệt Max. Lifty, cậu đang chờ Max có phải không? Có đâu, cậu ấy đến mình cũng không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy. Thật không? Lifty, Max đang ở đằng kia kìa. Ở đâu? Giờ mình đi vô trong kho đây. Cậu đừng có nói với Max là mình ở trong đó nha. Được rồi. Terry, mình nè. Chào Max. Hình như Lifty đang ở trong kho hàng. Cảm ơn Terry. Bây giờ mình nên bắt đầu công việc của mình rồi. Các cậu, qua giúp mình chơi. Được rồi. Lifty, cậu có ở đây không? Mình thấy rồi, Lifty. Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu. Lifty. Tại sao cậu cứ làm mình khó chịu hoài vậy? Mình đến đây để xin lỗi cậu. Xin hãy nghe mình nói đi mà. Không muốn. Mình không chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Lifty, làm ơn đi.
Cẩn thận, phải cẩn thận nha. Mình làm được mà. Ôi không, mình phải nhanh chóng gọi cô bé Bèo tới đây. Mình đã nói với cậu là hãy cẩn thận rồi mà. Đúng vậy, cậu có một thói xấu là không bao giờ nghe lời người khác mình nói. Mình không có chấp nhận đâu, đừng có đi theo mình nữa. Đúng mà, cậu hãy nghe mình nói đi mà, Lipty. Đừng có đi theo nữa, nếu không đừng có trách mình nha. Lipty, làm ơn đi mà. Đã nói là đừng có đi theo mình nữa mà. Chúng ta nên gọi đội cứu hộ. Có một trường hợp khẩn cấp, Lipty và Max đã bị rơi xuống biển rồi. Tất cả thành viên đội cứu hộ di chuyển ra cảng ngay lập tức. Được rồi. Đằng kia kìa, Lipty và Max đang trôi ra biển rồi. Haley, cậu bay ra đó xem tình hình thế nào. Hiểu rồi. Đi theo mình. Được. Sẵn sàng chưa? Mình sợ quá bác ơi. Mình hứa. Lipty. Mình sẽ giết cậu. Billy, cứu mình với. Mình đang cứu được rồi. Billy, tình hình nghiêm trọng, đến đây nhanh lên. Rồi, tụi mình sắp đến. Amber, đi giúp Haley. Roy, cùng nhau đi cứu bác. Được rồi. Max, không sao rồi. Một, hai, xong rồi. Trời, sẵn sàng Polly. Rồi, đi thôi nào. Cũng may là không sao. Cảm ơn mọi người. Nếu mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu ngay từ đầu thì sẽ không gây rắc rối như vậy. Cậu đừng giận mình nha. Không sao, cậu làm vậy là vì cậu đang rất giận mình. Nếu là mình cũng sẽ như vậy thôi. Sau tất cả mọi chuyện, hai cậu vẫn là bạn chứ. Max, còn quà của Lipty đâu? À đúng rồi, mình có một món quà để tặng cho cậu. Cho mình hả? Đây nè. Ta-da. Ôi, hư hết rồi. Max, mọi thứ đã hư hết rồi kìa. Cái gì? Có thật không vậy? Những đóa hoa đó thể hiện lời xin lỗi của mình đó. Trời. Ồ, không, không sao đâu. Món quà mình cần chính là tình bạn của chúng ta. Thật hả? Cảm ơn Lipty nhiều. Đúng vậy. Việc chúng ta cãi nhau, mình cũng đã quên mất tiêu rồi. Cậu quên rồi sao? Còn mình thì là người hay quên mà. Cái gì? Tập phim giữ gìn sức khỏe. Xin lỗi nha. Mình cũng vậy.
mình vượt lên rồi đấy. Hả? Dạ. Bully, cậu lại chiến thắng thêm một lần nữa. Chuyện bình thường mà, không ai có thể chiến thắng được Bully. Cậu quá khen rồi. Hả? Bully, cậu còn vẫn ổn chứ? Mình ổn. Mình mới đi tuần tra trong rừng nên mới bị như vậy. Jin sẽ rất tức giận khi biết được chuyện này. Cái gì? Không sửa được sao? Cậu đang đùa đó hả? Mình không đùa đâu. Với cậu không còn cái mới để thay nữa. Trong lúc đợi hàng mới nhập về thì cậu cứ ở yên trong trạm cứu hộ đi. Đúng rồi đó. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Không được. Nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra thì phải làm sao đây? Không sao đâu. Nếu có chuyện khẩn cấp thì tụi mình sẽ đi giải quyết. Cái gì? Các cậu đi mà không có mình sao? Chào Terry. Xin chào Stacy. Có chuyện gì sao? Em chỉ cảm thấy có một chút mệt mỏi. Chị tiếp nhiên liệu cho em để em cảm thấy khỏe hơn đi. Em không được khỏe. Tại sao em không nghỉ ngơi một lúc đi? Em không có nghỉ được. Bây giờ em còn rất nhiều hàng hóa phải ra cảng biển chở về đây nữa. Đổ tiếp nhiên liệu xong. Em chắc là em không cần nghỉ ngơi chứ? Dạ, chị đừng có lo lắng. Hẹn gặp lại sau. Terry làm cho mình lo lắng quá. Cố gắng lên nào, mày làm được mà Terry. Sao mình chóng mặt quá vậy? Chạy tiếp đi nào. Không sao đâu Terry. Mọi người đâu hết rồi? Hả? Xin chào. Chào Haley. Các cậu đi đâu mà không nói cho mình biết gì hết vậy? Hôm nay là ngày kiểm tra điện thoại khẩn cấp mà. Ồ phải rồi. Đó là công việc của mình. Đừng lo lắng. Chúng mình vừa kiểm tra xong tất cả điện thoại rồi. Tụi mình đã hoàn thành tất cả các công việc rồi. Vậy sao? Vậy chứ. Không có mình họ vẫn làm việc rất tốt. Haley. Hả? Chào Jin. Mình đã nói cậu ở yên trong trạm rồi mà. Mình đã nói với cậu là hãy ở yên trong trạm đợi hàng nhập về rồi mà. Mình xin lỗi. Haley đang cảm thấy buồn vì mọi người đi làm việc mà không có cậu ấy. Terry, bây giờ mình phải đi ngay. Xin lỗi vì đã đến muộn nha Sissy. Thôi được rồi, cậu nhanh lên nha. Mọi người có thể giúp mình không vậy? Đương nhiên là được rồi. Không thành vấn đề. Mình sẽ làm chuyện này. Mình sẽ làm chuyện này. Im lặng. Letty, giúp cậu ấy đi. Cậu có sao không? Mình không có sao đâu. Mình sẽ đi ngay bây giờ. Mình mệt quá đi. Làm sao đây? Để suy nghĩ xem phải làm gì đây. Đúng rồi, gọi đội cứu hộ tới đi. Ta-da! Hàng đã về rồi, Haley. Wow, trông rất tuyệt. Haley,
cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Không có chuyện gì đâu. Hả? Ừ? Alo, Jin của đội cứu hộ nghe đây. Xin chào CC, có chuyện gì vậy? Cái gì chứ? Có một tai nạn xảy ra ở cảng hay sao? Được rồi, đội cứu hộ sẽ đến đó ngay mà. Có chuyện gì vậy Jin? Terry đang cố gắng leo lên để không bị rơi xuống biển. Tình hình cấp bách. Mọi người ơi, mau ra cảng đi. Hiểu rồi. Giống như mình nghĩ vậy. Họ đi mà không cần mình. Haley, cậu cũng nhanh chóng đi tới cảng đi chứ. Tại sao? Cậu cũng nên đi. Mình không biết là mình có thể sửa chữa nhanh được hay không, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Nếu không có cậu thì đó không phải là đội cứu hộ nữa rồi. Jin, qua. Haley, cậu đã sẵn sàng chứ? Sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu thôi. Cô ơi, tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Họ tới rồi. Amber, trong khi Roy và mình kéo Terry lên, cậu hãy để mắt tới Terry nha. Được rồi. Đi thôi nào. Roy. Được. Xin hãy nhanh lên. Đừng lo lắng, chúng mình sẽ giúp cậu. Ok, Terry, cậu có thể quay bánh xe từ từ khi tụi mình kéo lên không? Mình sẽ cố. Tốt lắm, sẵn sàng nào. Nào cố. Được rồi, sắp lên rồi đó. Ôi, nó bị kẹt rồi. Cô Ly, Terry bị kẹt trong ghe. Rồi, mình sẽ đi ra phía sau và cố gắng đẩy Terry lên. Được. Em ơi, qua đây kéo đi. Được rồi. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Một người. Hai. Mình sẽ cố leo lên. Cố gắng chút nữa Teddy. Không được nữa rồi. Con ốc sắp bị rơi ra rồi. Polly. Polly, mau leo lên đi. Nếu không cậu cũng sẽ bị thương đó. Đừng lo Terry, mình ổn. Terry, mình cần cậu cố gắng hơn nữa. Không, xin lỗi, mình không thể làm được điều này nữa. Polly. Xin chào. Mình hy vọng không quá muộn. Không, đến đúng lúc lắm. Thật sao? Cánh quạt đã được sửa xong rồi. Và bây giờ nó rất mạnh. Thành công rồi. Làm tốt lắm. Xong rồi. Terry, chạy thử đi nào. Có vẻ ổn rồi đó. Cảm ơn cậu nhiều. Được rồi. Rất vui vì cậu đã an toàn. Cậu nên nghỉ ngơi một vài ngày. Cậu phải khỏe mạnh thì mới làm được những gì mà cậu muốn làm chứ. Yeah, mình sẽ ghi nhớ điều đó mà.
Nè Haley, bây giờ cậu ổn chứ? Ổn. Cậu nhìn mình nè. Cậu ổn rồi. Mình cứ lo là kể từ bây giờ các cậu không cần mình trong đội cứu hộ nữa. Cái gì? Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tụi mình không thể tưởng tượng nếu đội cứu hộ không có cậu. Đúng vậy. Thật sao? Tất nhiên rồi. Vì vậy nên cậu cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Wow, mình không biết tại sao nữa, nhưng mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Sấm thiếp mời. Cậu đã đem lá thiệp mời cho mọi người. Đúng. Hả? Hình như là của Kép. Tháng trước cậu ấy được báo chí bình chọn là cư dân phong cách nhất của thị trấn Brum, nên cậu ấy tổ chức tiệc để chúc mừng đó. Vậy hả? Cậu biết buổi tiệc là lúc nào không? Vào 6 giờ ngày mai đó. Bây giờ mình phải đi rồi. Mình phải phát cho hết số thiệp mời này. Mình đi nha. Cảm ơn Posty. Yeah, được đi tiệc. Jenny. Chào cậu Spooky. Có chuyện gì mà nhìn cậu vui vẻ dữ vậy? Thiệp mời của Kép đó, cậu cũng có đúng không? Mình xem với coi. Với tư cách là cư dân phong cách nhất thị trấn Brum được báo chí bình chọn, mình muốn mời cậu tới tham gia buổi tiệc của mình. Nhưng mình vẫn chưa nhận được. Ở trong hộp thư hả? Phải đó, cậu về xem thử đi. Cậu ấy nói là mời tất cả bạn thân. Chắc chắn cậu là người đầu tiên được gửi thiệp đó. Mình đi về đây. Hả? Không có gì hết. Chắc là bay mất rồi. Stacy. Spooky, nãy giờ em bỏ đi đâu vậy? Stacy, có ai gửi thiệp cho em không? Gửi thiệp cho em hả? Đâu có đâu. Không thể như vậy được. Spooky. Chào cậu Lifty. Nè, cậu cũng nhận được thiệp mời hả? Hôm nay mình tới bến cảng rồi Posty đưa nó cho mình luôn. Nghe nói tiệc của Kép vui lắm á. Mình nhất định phải hỏi cho rõ, như vậy nghĩa là sao? Spooky, em đi đâu vậy? Tạm biệt Spooky. Vậy là chỉ có mình không được mời thôi sao? Chỉ là buổi tiệc nhỏ thôi mà. Là Kép. Hai cậu nhận được thiệp mời chưa? Nhận được rồi. Posty gửi hết thiệp mời chưa ta? Cậu nói chưa đi. Nói đi. Hết rồi. Sáng nay phải gửi hết số thiệp đó rồi. Kép, sao cậu lại... Spooky, cậu tính đi đâu vậy? Về nhà. Nhà? Nhưng nhà cậu ở đường khác mà. Không, Polly, mình dọn nhà đi lâu rồi. Mà sao nhìn cậu buồn quá vậy? Tại vì Polly, Kép có gửi thiệp cho cậu không? Có, hồi sáng này Posty mới ghé qua gửi hết cho tụi mình rồi. Tất cả đều có sao? Thật không thể nào tin được. Spooky, vậy là cậu không nhận được sao? Không, Polly, đối với mình cũng chẳng đáng là gì. Có thể Kép không xem mình là người bạn thân thiết nhất nữa thôi. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó thì mình cảm thấy hơi buồn một chút. Mình nghĩ là chắc có vấn đề gì rồi. Hả? Vậy là cậu giữ thiệp mời của Spooky sáng giờ? Đúng vậy. Nhưng mà tại hôm nay lúc đi tuần tra mình đã gặp Posty. Mình phải gửi cho bằng hết số thiệp mời này trong ngày hôm nay. Nhưng không biết Spooky đâu. Hình như là không có ở đây. Vậy đưa cho mình, để mình đi tìm nhà của Spooky rồi đưa cho cậu ấy. Đó. Rồi mình bay đi khắp nơi để tìm nhà của Spooky, nhưng không thấy cậu ấy đâu hết. Hồi nãy Spooky nói là rất buồn, nghĩ Kép không cần tới mình nữa. Ôi không. Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta phải đưa nó tới trạm sạc mới được. Phải đưa tận tay cậu ấy mới được. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đúng vậy, nhưng chúng ta không biết cậu ấy ở đâu thì làm sao mà đưa được chứ. Hey, mình nghĩ Spooky ở gần cây đậu phộng. Hồi nãy mình gặp cậu ấy ở ngay bảng chỉ dẫn đó. Thật sao? Vậy sáng mai mình sẽ tới đó tìm thử. Mình đi nữa. Cảm ơn nhiều.
Được rồi, cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng nữa. Mình sẽ chạy qua đó và mở hộp thư ra. Nếu có gì trong đó mình sẽ bỏ qua cho Kép coi như là chưa có gì, và sẽ đi tới bữa tiệc. Như vậy là quá đủ rồi Kép. Chúng ta kết thúc. Cậu không muốn mời mình chứ gì? Mình cũng chẳng thèm tham gia cái bữa tiệc đó của cậu đâu. Cứ chờ đó. Con thả chú ở cảng nha, chú Wheeler. Để coi cậu có về được tới nhà hay không ha. Nếu không về được tới nhà thì làm sao mà tiệc tùng được đây hả? Tới rồi chú Wheeler. Cảm ơn con. Hân hạnh được phục vụ. Ngày mới vui vẻ nha. Con chào chú. Về chuẩn bị cho bữa tiệc thôi. Đâu ra mấy thanh gỗ này vậy trời? Thôi không sao, mình đi vòng qua đường hầm vậy. Hả? Đường hầm đóng cửa cả ngày luôn hả? Vậy mình phải tìm đường khác thôi. Nhưng không qua được bên kia làm sao về nhà đây? Bị kẹt rồi. Nhớ rồi, mình đi vòng qua vách đá cũng được. Đường trên này vừa cao vừa vòng vèo. Nhà mới của Spooky chắc ở đâu đây? Hả? Cậu ấy kìa. Spooky, cậu dọn đi đâu rồi? Hả? Mình nè, thấy nhà của Spooky rồi. Mình sẽ gửi thiệp cho cậu ấy. Tốt lắm, vậy tụi mình sẽ về trung tâm. Kép, trên đường về có rắc rối gì không? Spooky! Hả? Haley! Tìm cậu khó ghê. Hả? Nè, cái này chính là thiệp mời của Kép hả? Ừ. Hôm qua Bosty đã tìm để gửi cho cậu, nhưng cậu ấy không biết là cậu đã chuyển qua nhà mới rồi. Không xong rồi Haley, giúp mình với. Mình đã gây ra sai lầm nghiêm trọng rồi. Mà cậu làm gì? Mình biết cậu khó chịu, nhưng đâu giỡn vậy được. Nói chung là bây giờ phải đi tìm Khép. Không biết cậu ấy có tìm được đường không? Có khi nào cậu ấy đi vòng qua vách đá không? Nhưng như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Nhưng mình hiểu Khép. Nếu không đi đường đó cậu ấy sẽ trễ giờ. Để mình đi thử xem. Khoan, mình sẽ đi với cậu. Không được. Lỡ có lỡ đá thì nguy hiểm lắm. Cậu chờ ở đây đi, mình về liền. Haley, cố gắng tìm cậu ấy nha. Khép, cậu đâu rồi? Khép. Haley, cứu vậy. Hả? Báo động vô cùng khẩn cấp. Chuyện gì vậy Jim? Haley nhìn thấy Khép trên vách đá. Cậu ấy sắp rơi xuống biển rồi. Đội cứu hộ phải tới đó ngay bây giờ. Tới liền. Mình sợ quá Haley ơi. Ráng lên, đội cứu hộ sắp tới rồi. Họ kìa. Haley, bánh xe của Khép bị kẹt giữa hai tảng đá. Đá cứ rơi xuống hoài nên mình không giữ được lâu. Nhanh lên Bolly. Mình biết rồi, mình sẽ kéo cậu lên. Ráng chờ mình thêm một chút nữa nha. Mình đang cố đây. Hai cậu, mình sẽ xuống dưới gỡ bánh xe của Khép.
hai cậu chờ kéo cậu ấy lên. Hiểu rồi. Rồi, Amber, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Được rồi, mình sẽ khoan đá xung quanh cậu ấy ra. Ráng nha. Hey. Được rồi, kéo đi. Bolly, cậu ổn chứ? Không sao. An toàn rồi. Bỏ qua cho mình nha, Kép. Mình tưởng cậu không thèm mời mình tới bữa tiệc nên mình đã giận cậu. Không ngờ cậu có thể nghĩ là mình không mời cậu. Thật ra thiệp của cậu là mình viết đầu tiên luôn á. Vậy hả? Mình nghĩ lần sau nếu có chuyện gì khó chịu, cậu nên nói chuyện với Kép trước đã. Vậy thì sẽ không hiểu lầm nhau nữa đâu. Đúng. À Haley, mình biết là hơi muộn nhưng cảm ơn cậu đã mang thiệp mời tới cho mình. Không có chi. Mình nghĩ là cậu phải đi đâu đó, có đúng không Kép? Đúng vậy, chắc là mọi người đang chờ cậu đó. Tại cậu hết đó, Cookie. Cậu làm cho bữa tiệc của mình hỏng hết rồi nè. Mình xin lỗi mà. Không có gì, để mình nghĩ cách khác. Mình đi đây. Khép, mình phụ cậu trang trí, chờ mình với nha. Được, vậy cậu làm chợ phụ sô-cô-la. Mình rất thích sô-cô-la.